Lucas SR-71 Blackbird ra đời với mục đích do thám bên trong lãnh thổ đối phương mà không bị bắn hạ. Làm thế nào để đạt được điều đó? SR-71 có thể bay ở độ cao tối đa 20 km với tốc độ Mach 3, tầm bay tối đa 5.925 km, tầm bay chiến đấu 5.400 km. Năm 1976, SR-71 đã thiết lập kỷ lục bay duy trì ở độ cao 25.9 km và đạt tốc độ tối đa 3.529 km/h. Máy bay có thiết kế khí động học độc đáo khiến nó trông giống như một thiết kế đến từ tương lai. Thân máy bay được chế tạo bằng titan và một số vật liệu composite đặc biệt. SR-71 đã tàng hình trước khi thuật ngữ tàng hình được sử dụng. Blackbird có chuyến bay đầu tiên vào ngày 22 tháng 12 năm 1964 và đã ngưng hoạt động từ năm 1999. Chỉ có 32 mẫu SR-71 được sản xuất trên thế giới. Bạn cũng có thể sở hữu một mô hình SR-71 Blackbird rất đẹp bằng cách nhấn vào đường link sản phẩm bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.